mình đố cậu bánh tráng nướng ở đâu ngon nhất. Ồ, quá dễ. Hè năm ngoái, quầy đồ ăn trong công viên Trượt Giang bán bánh tráng nướng trứng phô mai khô bọ. Mình ăn nguyên cái luôn. Đố cậu trận banh gây cấn nhất là hồi nào? Là trận thứ hai mùa này, 4 giây nữa hết giờ. Và mình đã đánh đầu xuất sắc. Yeah! Chuyến phiêu lưu tuyệt vời nào. Có người khổng lồ thứ thiệt hả? David và Goliath chứ ai. Giờ mình đố cậu chuyến phiêu lưu tuyệt vời nào mà có kiếm lửa nè. Cuộc chiến trên thiên đàng giữa Michel và Lucifer. Đố mọi người, chuyến phiêu lưu hoành tráng nào mà... Mà sao mới được? Ý mình hỏi, chuyến phiêu lưu với quyển sách thần kỳ hoành tráng nhất từ trước tới giờ là chuyến nào vậy ta? Kìa, nghĩ đi Giang. Trong số những chuyến phiêu lưu cùng quyển sách thần kỳ thì cậu thấy lần nào là ly kỳ nhất và hoành tráng nhất? Cậu mau trả lời đi. Chuyến phiêu lưu hoành tráng và ly kỳ nhất của quyển sách thần kỳ hình như là chưa có. Quyển sách thần kỳ. Ta sẽ đưa các con chứng kiến những điều mà nếu các con suy nghĩ về những ngày xa xưa, từ ngày Đức Chúa Trời tạo những loài người trên đất, hãy suy nghĩ xem từ chân trời này đến cuối trời kia, có bao giờ xảy ra việc vĩ đại như thế chưa, hay đã từng nghe việc gì tương tự như vậy không? Mấy cảm biến địa lý cho biết là tụi mình đang ở xứ Midian vào năm... Để xem ta gặp ai đây. Các con là khách bộ hành bị lạc đường phải không? Dạ, tụi con đâu có bị lạc đường. Con được cài chương trình để... Ý con muốn nói là gì ta? Công nhận mấy ụ rơm của bác ở đây ngon lành ghê. Ở đây nữa. Đây nữa nè. Dạ. Bác biết không, tụi con không phải là dân ở đây. Con tên là Chiến, còn đây là Giang và Gizmo. Ta là Môi-se. Thứ lỗi cho ta. Bây giờ ta phải lùa mấy con chiên lạc đàn quay lại bầy cái đã. Để con giúp bác cho. Cảm ơn các con vì đã giúp ta. Nơi này thật là tuyệt vời đó bác. Bác đã sống ở đây lâu chưa ạ? Ta sống ở đất Midian này khá lâu rồi. Ủa, vậy trước đó bác sống ở đâu? Ta sống ở Ai Cập. Ở đó ta được nuôi dạy như là con trai của Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn bác nói nghĩa là giống như vua của Ai Cập phải không ạ? Phải. Nhưng mà đó là từ đời vua Pha-ra-ôn trước. Dù ta lớn lên trong gia đình người Ai Cập, nhưng ta là người Hê-bơ-rơ. Có lần ta chứng kiến cảnh một tên quản nô Ai Cập đánh đập một nô lệ. Làm đi! Ăn đòn hả? Đánh lên! Làm tiếp đi! Ta đã cố ngăn hắn lại, nhưng hắn chống cự, nên ta đã kết liễu hắn. Đẩy khỏi đá đó đi! Đồ điếc! Nhanh lên! Tất cả giờ đã là quá khứ. Ta tìm được nơi trú thân ở đất Midian này. Trong nhiều năm qua ta đã sống hạnh phúc, chăm sóc gia đình và chăn nuôi bầy gia súc. Những người nô lệ đó được tự do chưa bác? Đáng tiếc là vẫn chưa. Dân tộc ta vẫn lầm than trong xiềng xích. Giờ đây họ còn phải chịu khổ trước một Pharaon tàn ác hơn xưa. Môi-se. Nhìn kìa. Môi-se. Môi-se. Thưa có con đây. Chớ lại gần chốn này. Con hãy cởi giày ra, vì chỗ con đang đứng là Đức Thánh. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Ta là đứng tự hữu hằng hữu. Bộ bác Môi-se đang nói chuyện với cái cây á hả? Nhìn kìa, bụi cây đó đang rực lửa nhưng không hề bị đốt cháy. Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập, và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ. Vậy bây giờ hãy đi. Ta sẽ sai con đến gặp Pha-ra-ôn để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà con là ai mà dám tới gặp Pha-ra-ôn và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập chứ? Pha-ra-ôn rất độc ác và không tin Chúa. Hà cớ gì ông ta lại nghe con? Ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng ta đã sai con đi. Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi này. Nhưng giả như họ chẳng tin và cũng chẳng nghe con thì sao? Lỡ như họ nói Đức Chúa Trời chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Con đang cầm vật gì trong tay? Một cây gậy chăn chiên. Hãy ném nó xuống đất đi. Thấy chiêu đó chưa? Mình phải nói bác ấy chỉ cho mình cách làm chiêu đó mới được. Hãy giơ tay con và nắm đuôi nó. Ôi lạy Chúa, con chẳng phải là một tay nói giỏi, chưa bao giờ hết, và bây giờ cũng vậy. Thậm chí khi Chúa phán dạy con, miệng và lưỡi của con cũng ngập ngừng và bối rối. Ai tạo miệng loài người ra, hay là ai đã làm cho nói và cho câm, làm cho nghe và làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Chúa Trời chăng? Vậy hãy đi đi, ta sẽ ở cùng miệng con và dạy con những lời phải nói. Môi-se! Môi-se! Aaron, anh trai của em! Thật mừng vì được gặp lại anh. Điều kỳ diệu nhất đã xảy ra rồi đó. Chúa đã phán với ta, Ngài sai ta tìm gặp em. Chúa đã sai em tới xứ Ai Cập và giải phóng cho dân tộc chúng ta. Em sợ rằng mình sẽ không thể đảm đương nổi điều mà Chúa đã giao cho em. Pharaoh vĩ đại và tôn kính, có hai kẻ chăn chiên xin được diện kiến. Chúng tự nhận mình là đại diện cho bọn nô lệ Hê-bơ-rơ. Thần có nên đuổi chúng đi không? Đúng rồi. Làm như vậy rất phải. Đừng. Nó có vẻ thú vị đó. Cho chúng vào. Dạ. Pharaoh cho gọi các ngươi vào ý kiến. Làm ơn chớ để vương vãi bùn đất tại đại điện đó, rõ chưa? Kính thưa Pharaoh vĩ đại. Nói nhanh đi, lũ sâu bọ kia. Hỡi Pharaoh vĩ đại, Đức Chúa Trời của dân Israel phán như vậy: hãy để cho dân ta đi, để chúng phụng sự ta trong hoang mạc. Jehovah là ai mà tại sao ta phải dâng lời chứ? Ta không biết Jehovah nào hết, và cũng chẳng cho dân Israel đi đâu cả. Mình thấy coi bộ không được rồi. Đem chúng đi cho khuất mắt ta, để chúng được cử hành lễ thờ phượng. Ôi lũ chăn chiên, Pharaoh muốn các ngươi truyền thông điệp này tới đám người Hê-bơ-rơ. Bởi vì sự sức sực của các ngươi nên Đức Vua sẽ gia tăng công việc cho bọn nô lệ. Chúc một ngày tốt lành. Là lạy Chúa, tại sao Chúa ngược đãi dân này? Tại sao Chúa lại sai con đến đây? Bây giờ ngươi sẽ thấy điều ta làm với Pha-ra-ôn. Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn, vì nhờ tay quyền năng ép buộc vua đó tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Một lần nữa, một lần nữa chúng tôi khẩn xin Ngài, thưa Pha-ra-ôn vĩ đại, trong danh Đức Chúa Trời, hãy gỡ bỏ mọi xiềng xích cho con cháu Israel. Và một lần nữa ta nói là không. Và ngươi hãy đi nói với Chúa các ngươi là đấng đưa ra thỉnh cầu mạnh dạn đó, ông ta không có quyền gì trên vương quốc của ta. Vậy thì hãy xem đây. Tuyệt quá dữ luôn. Thuật sĩ đâu? Wow. Thuật sĩ trong điện của ta cũng làm được trò của Chúa các ngươi. Wow, từ trước tới nay mình chưa từng thấy rắn nuốt rắn bao giờ hết. Ngay, và hãy nói với dân ngươi, ta sẽ không đời nào buông tha cho chúng. Pharaoh, Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã sai tôi đến gặp bệ hạ và thưa với bệ hạ, hãy để cho dân ta đi, để chúng phụng sự ta trong hoang mạc. Ta cảnh cáo người Môi-se, đừng làm cho ta mất kiên nhẫn, nếu không thì ngươi và bọn cặn bã Hê-bơ-rơ sẽ phải trả giá. Vậy thì hãy xem nước sẽ hóa thành huyết. Tối nay ta sẽ tắm trong cung điện. Làm sao ngươi mới nghe đi? Đức Chúa Trời có phán, hãy cho dân ta đi để chúng phụng sự ta. Không đời nào. Vậy thì Ai Cập sẽ phải hứng chịu nhiều tai họa hơn nữa. Dịch ếch nhái, nạn muỗi, nạn ruồi nhặng, súc vật bị dịch lệ, dịch ung nhọt. Mưa đá, châu chấu, không, 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 hỡi ca toàn năng, hỡi thần mặt trời chính hằng, hãy bảo vệ chúng thần khỏi sự hành hạ bởi chúa của bọn chăn chiên. Tốt quá, một bài học cho thần ra. Hả? Như vậy hay hơn. Xin chào. Ôi cao. Ta sẽ giáng lên Pharaoh và xứ Ai Cập một tai vạ nữa. Đêm đó Đức Chúa Trời sẽ đi khắp đất Ai Cập, hành hại tất cả các con đầu lòng của Ai Cập. Nhưng nhà nào có bôi huyết lên thanh chắn cửa thì đó là dấu hiệu. Thấy huyết đó thì Đức Chúa Trời sẽ lướt qua và sẽ không có tai nạn nào giáng xuống. chí con trưởng nam của Pha-ra-ôn cũng phải chết. Không thể nào. Hãy cút đi. Hãy để dân ta yên, và mang hết bọn Israel đi với các ngươi. Trước giờ mình chưa từng thấy nhiều người như vậy. Chắc là có cả triệu người nô lệ Israel á. Không còn ách nô lệ nữa. Cảm ơn Chúa và cả Môi-se. Ngài sẽ cho chúng ta một cuộc sống mới. Thưa bệ hạ, chẳng lẽ Ngài để chúng đi sao? Nô lệ không được phép ra lệnh cho Pha-ra-ôn. Bọn chúng phải trả giá cho hành động của mình. Tướng quân, tập hợp quân đội cho ta. Hãy chuẩn bị tất cả xe ngựa chiến của xứ Ai Cập này. Chúng ta sẽ giẫm nát bọn Israel hạ lưu kia. Và lần này không đứa nào được thoát. Làm sao chúng ta có thể lên núi của Chúa khi bị biển đỏ chắn trước mặt như vậy? Môi-se biết rõ dẫn chúng ta đi đâu. Bác ấy biết cách dẫn chúng ta tới đó mà. Môi-se, Pha-ra-ôn đang kéo một đoàn quân tới đây. Làm sao bây giờ? Hãy vững tin. Chúa có hoạch định cho chúng ta. Thưa bác, chắc là bác đã dự tính hết rồi phải không, bác Môi-se? Chưa, vẫn chưa có. Nhưng ta tin rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, và Ngài sẽ chỉ chúng ta con đường phải đi. Nhìn kìa. Những gì xảy ra vậy? Cứ tiến tới đi. Chúng đã bị ta kìm chặt bởi biển đỏ rồi. Môi-se, sao con kêu vang mà? Hãy bảo dân Israel cứ tiến bước. Còn con hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển và phân rẽ nước ra. Nhìn kìa. Nè, các cậu có nhìn thấy gì ở bên đó không? Ông ta làm gì vậy ta? Chuyện quỷ thần gì vậy chứ? Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Mau đuổi theo chúng cho ta. Không được để bất cứ tên Israel nào thoát. Toàn dân Israel đã đủ hết chưa vậy? Mình hy vọng là đủ hết, bởi vì đạo quân Pharaoh đang ập tới. Ai mà tưởng tượng nổi một người chăn chiên giảng gì lại được Chúa chọn để cứu dân Israel chứ. Chiến, tới lúc rồi, chúng ta đang quay về. Điều này quá kỳ diệu. Chuyến phiêu lưu cùng quyển sách thần kỳ lần này đúng là ly kỳ và hoành tráng nhất, đúng chứ? Chuẩn luôn. Nhưng các cậu biết không, thú vị nhất vẫn là chuyến gặp người khổng lồ. Chuyến có kiếm lửa cũng đâu có kém. Phải, nghĩa là sẽ còn nhiều chuyến phiêu lưu tuyệt vời nữa. Thiệt là háo hức. Ủa, mình vừa mới nói gì vậy? Tụi mình phải kiếm quyển sách thần kỳ rồi xin ngài chuyến phiêu lưu tiếp theo mới được. Quyển sách thần kỳ, ngài ở đâu vậy? Ở đâu ta? Lúc cần thì không thấy đâu. Ngài chỉ xuất hiện khi ngài muốn thôi. Quyển sách thần kỳ ơi. Con nên mới sớm con đây để sống cho Chúa.